Vâng anh em, Hà Nội vừa rồi thì mưa liên miên, hôm nay trời mới gọi là quang được một chút, nhưng mà không biết là nó có mưa nữa hay không. Thôi mưa nữa hay không thì cũng phải chiến, bởi vì khá lâu rồi không đi, rất chi là nhớ nghề. Hôm nay tôi sẽ đi câu cùng với cả một bạn tít trên Hòa Bình xuống cơ, bạn Liêm tít trên Hòa Bình xuống câu. Ok, tôi tiếp hết đây, đây là cái thùng ủ à. Đấy, thùng ủ này gần hết rồi, khả năng lốt hôm nay là còn một tí nữa để câu rô phi được thôi. Đây, tôi sẽ tiếp tục làm video clip cho anh em xem đi xem lại cái video này nhiều lần làm giống nhau thì chắc anh em cũng sắp chán rồi đây. Chưa hết là nó vẫn như mọi khi thôi. Ôi, cái thùng hôm nay mở ra thì thời gian này nó khá lâu rồi, hôm nay mở ra ngửi rất là sướng. Đã chuẩn bị đến mùa đánh chép rồi. Còn có một ít nữa để câu hôm sau, câu thì được một ổ thì ít, để câu rô phi thì chắc được mấy hôm. Anh em chú ý khi xem tôi làm này, nhưng mà tôi cho cái gì về trước cái gì sau ấy thì anh em cũng lên cho như vậy, bởi vì có thể cho trước cho sau cái mùi vị ra nó sẽ khác nhau đấy nhá. Không tin anh em cứ thử đổ cám chạo vào anh em muối lên xem, thính chạo anh em muối vào lên xem, xong cuối cùng anh em cho cám gạo cuối cùng cho tôi xem nó ra cái mùi gì khác nhau đấy, không phải là giống nhau đâu anh em ạ. Trứng gà. Cám gạo này. Hai cái này đảo đều lên. Đây là cám gạo sống nhá, không phải cám gạo rang. Ok. Đấy, 2 cân cám gạo chia đôi ra, chỗ đấy khoảng 1 cân, chỗ này còn khoảng 1 cân. Buộc kín lại để lần sau đi. Rồi, có cám trứng. Và thính chảo. Xốp. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là đến mẻ chua nữa. Đây, hũ mẻ của tôi đây. Hũ mẻ này. Cái trên đấy nó chưa ngấu thì tôi sẽ xúc ra, tôi lấy cái ở dưới.
Thế xong lại cho cái chưa ngấu vào. Cái mẻ nó có một cách làm rất chi là nhanh, anh em nấu cháo đặc đổ vào thì mấy hôm là có một hũ mẻ to thôi. Đây tôi toàn là cơm nguội bỏ tủ lạnh nên là lại đảo lên một chút. Rồi ok. Cám trứng. Một gói cám trứng. Trứng gà lấy tiện tôi mua luôn 10.000 bốn quả cho tất cũng được chả sao. Đấy, đảo lên đây thấy nó hơi nhão này. Để cho thêm ít cám gạo cho nó đỡ nhão. Đấy, cái thằng thính chảo là thằng cho cuối cùng. Đây là cho tiếp cám gạo để cho nó khô bớt đi. Mẻ vừa rồi tôi cho hơi nhiều. Nó hơi ướt thính. Rồi ok anh em cho xốp. Đây, cho vừa vừa xốp thôi. Như tôi ổ như này là tôi cho khoảng bát rưỡi. Anh em cho nhiều nó sẽ bị nổi cả thính lên trên đấy. Rồi cuối cùng là thính chảo. Chỗ này khoảng 7 lạng thính chảo. Đấy, tôi hướng dẫn cực kỳ tỉ mỉ rồi mà anh em nào mà còn hỏi nữa thì chắc chắn là không xem video chỉ có tua. Đảo đều lên thế là ok. Đây, bạn Liêm thì ủ mồi, có ủ mồi nhưng mà ủ mồi chưa được. Bạn Liêm hôm nay xuống đi cầu với tôi có ủ mồi nhưng mà chưa được. Thì bạn ấy đi ra quán bạn ấy mua cũng trôi, tôi bảo bạn ấy cũng mua trôi mè. Tôi cũng trôi mè.
Xong. Thế thôi, bây giờ chỉ việc đổ vào túi ni lông và ra hồ quán chiến thôi. Tôi vớ được cái túi bóng khá to. Đấy, ok. Ô, thôi, cái túi bị thủng. Đây, tôi bỏ 5 cân. Cũng nghe nó bị thủng đít lỗ nên bằng cái bát con. Bỏ ở đây ra nhìn cho nó ít thính vậy. Ok. Khoảng 6 cân. Đấy, như vậy là ok, xong rồi. Chiều chỉ cần đi đánh thôi. Giờ tôi đi tôi dọn dẹp, quá trình dọn dẹp này thì không phải quay phim đâu. Chúc anh em lên Đây, thắng. tôi vừa thả tính xong. Liêm Hòa Bình bên này. Đây, cái căn hộ đó. Liêm em, đây Liêm Hòa Bình, lọ mọ tít từ Hòa Bình xuống. Thả thính được khoảng 30 phút rồi, tôi vừa mới xuống xong. Đỏ thử xem thợ câu trộn thính ở trên Hòa Bình với cả tự trộn xem thế nào. Đây bà con anh em, lên đèn rồi. Tối thui, hai thằng chưa được con nào luôn. Hôm nay lâu lắm rồi, cả 5 giờ rồi không được mò cái gì mà thế nào. Hôm nay đen thế, toàn giật nó hụt mấy bong thôi. Không hiểu nổi, hôm nay đi câu đen, đen kinh khủng luôn. Đây, Liêm vẫn đang ngồi bên này, Liêm thì cũng bong mất một con. Nói chung là đen. Tình trạng này, hôm nay móm bêu răng. Tí chờ chú hồ nó về ném trộm lăng xê mai ra thì được. Đây anh em, chính thức là hai anh em móm dài răng này. Không hiểu tại sao mà hôm nay này đen đến cái mức độ. Cá nó cũng vào ổ nhưng mà giật cái nào toàn bong. Toàn bong với cả cá ăn cao. Thôi, thi thoảng móm một hôm vậy. Hôm nay chính xác là móm móm trắng răng luôn. Em Móm trâu răng. lâu lắm mới có một hôm ôm mồm về nhà đây.
này này, móm vêu vêu mồm luôn, quá đen thì không phải đen được, cũng lâu lắm rồi mà có lại cái cảm giác rô mốt này. Cá cũng vào ổ nhưng mà giật không không được. Hôm nay cá nổi kinh quá, giật toàn rẽ nước ra thôi. Hôm nay là tôi mới cả hai anh em móm. Lâu lắm rồi mới lại có cái cảm giác nó điên tiết đến như hôm nay. Hôm trước thì đi với cô em Linh thì cũng điên tiết rồi, nhưng mà phúc tổ nó còn được con về, lúc về nó còn gỡ gạc được con mè 3 cân 7, hôm nay còn không được cái gì. Đây, đồ đạc lộn tiết lắm rồi, tối nay thì khỏi phải ngủ luôn. Hè không thể chịu được, không biết hàng phải mấy tháng rồi, bao nhiêu lần rồi, lâu lắm rồi mà có cái cảm giác nó bị như thế này. Rồi để hôm sau cố gắng đi trả thù vậy. Anh em cố gắng chờ đến cái clip sau để xem tôi đi phục thù xem nó như thế nào. Ok, đen nhỏ không có gì tả nổi.